Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay hội đủ duyên lành thì chúng tôi được sự may mắn, được phước báo đặt chân đến một vùng đất rất là thiêng liêng, một vùng đất mà đã gắn liền với những cái giai thoại lịch sử có thật trong tâm tạng kinh điển Bali, trong lời Phật dạy, và đặc biệt là trong thời Đức Phật tại thế. Quý vị, cái vùng đất chúng tôi đã đặt chân ở đây thì trong các nguồn kinh điển tâm tạng Bali chính thống và chú giải chính thống có đề cập, đó là vùng đất gọi là Suvarnabhumi. Quý vị, Suvarnabhumi. Thì trước khi mà chúng tôi tiết lộ với quý vị cái vùng đất Suvarnabhumi là vùng đất nào hiện tại bây giờ và gắn liền giai thoại lịch sử gì liên quan đến phải Đức Phật Gautama và thậm chí sau khi ngài nhập diệt, thì chúng tôi giới thiệu cho quý vị sơ qua về vùng đất Suvarnabhumi này. Thì trong chú giải có nói thưa quý vị, vùng đất Suvarnabhumi đó là một quốc độ sau khi kết tập tâm tạng lần thứ ba kết thúc, hai trưởng lão Sona Vũ Tara đến viếng quốc độ này để hoằng dương đạo pháp. Bây giờ có một nữ thần biển có lẽ ăn thịt, có lẽ là ăn thịt hoàng tử mới sanh của nhà vua. Thì khi hai vị trưởng lão đến, thưa quý vị, đến ngay đúng lúc đó đó, thì hoàng tử của triều đình chào đời, thì thoạt nhiên cái sự trùng hợp đó lại khiến cho dân chúng nghĩ rằng là hai vị trưởng lão là bạn của quỷ dữ, thưa quý vị, quỷ dữ. Nhưng mà hai vị trưởng lão là người đuổi được quỷ dữ đi đó, và dựng nên cái bức đê bảo vệ quốc độ bằng cách tụng kinh Ramma Cha Lá. Vậy bây giờ chúng ta đặt hoa bài kinh Ramma Cha Lá là bài kinh nào, một bài lực đó, bài kinh Phạm Võng, thưa quý vị, trong trường bộ kinh đó, để trong chú giải cái chi tiết như vậy đó. Thì kết quả là có 60.000 người được chuyển hóa, và 3.500 nam nhân cùng với 1.500 nữ nhân thuộc hàng xuất quý tộc xuất gia, và từ đó tất cả các sự tế tử sanh ra trong quốc độ được gọi là Sunuttara. Thì cái vùng đất Suvarnabhumi này ngày xưa buôn giao thương buôn bán với những cái kinh thành mà thời Đức Phật, giống như Sawatthi nữa, quý vị đó, Pataliputta nữa, Ba La Nại rồi đó, rất là giao thương qua lại đó. Rất là cách mà gọi là cái tình mà giao hữu, quý vị, rất là thân thiết đó. Để nói thêm một chi tiết này, thì vị đôi khi nói với quý vị, nói Suvarnabhumi thì quý vị có thể thắc mắc, có thể nghĩ là Suvarnabhumi thì chắc là đúng là cái vùng mà được coi là cái vùng từ Miến Điện rồi Thái Lan rồi Campuchia cho đến tới tận Singapore rồi Indo đó. Thì ở đây chính xác là vùng Suvarnabhumi, thưa quý vị, là đề cập đến thiên về cái vùng đất Miến Điện, thưa quý vị, vùng đất Myanmar bây giờ đó. Thì khi nói về vùng đất Myanmar thì vậy, thì làm chúng tôi nhớ đến một cái sự kiện mà có trong tâm tạng kinh điển, ở trong cụ thể là trong Tương Ưng, thưa vị, có nhắc đến một cái xứ sở gọi là Sunabharata. Thì Sunabharata có gì đặc biệt, thưa vị? Đây thì trong chú giải có nói là xứ sở Sunabharata là quê hương của ngài Punna, quê hương của ngài Thánh Tăng Punna đó. Thì cái sự kiện này nó xảy ra như vậy, thì có mô tả cái vùng đất Suvarnabhumi như vậy, chính là sanh quán của trưởng lão Punna. Thì một hôm ngày trưởng lão Punna đi cùng với cái đoàn thương buôn, thưa vị, đến thành Sawatthi, thì tại đây ngài được nghe Đức Phật thuyết pháp, và sau đó vì cái niềm tin và ngài đã xuất gia, để gia nhập tăng đoàn. Thì khi mà xuất gia, ngài nhập tăng đoàn, thì trong chú giải có ghi là ngài chưa đắc gì hết, thưa quý vị, ngài chưa đắc gì hết, nhưng mà ngài có một cái tâm tư hoài bão rất là lớn. Là quý vị biết hoài bão gì không? Hoài bão là mong muốn trở về cái quê hương mình để hoằng dương chánh pháp đó. Thì khi đó ngài mới lời bạch Đức Thế Tôn bằng những cái lời rất là tha thiết. Bạch Thế Tôn là: Thế Tôn, xin ngài vì lòng bi mẫn mà hãy chỉ dạy cho con cách mà tu tập
Mà mình hiểu đây là do cho con một cái đề mục đó, để con có thể là sống một mình, sống nhiệt tâm, không có biến nhát, sống tinh cần, để đạt được cái cú cánh phẩm hạnh, để con trở về cái quê hương của con đó. Thì lúc đó ngài Đức Thế Tôn, thưa quý vị, ngài mới nói với ngài Punna như vậy, nói là cái quê hương của ông á, thì theo ta biết á, là cái dân chúng ở đó họ rất là có nghĩa là họ có xu hướng, thưa quý vị, hướng tâm á, là họ rất là phải dùng từ sao ta, là gan dạ và vỏ bền, mà mình nếu mình nói năm nay là gọi là hơi bị hung dữ đó, khó mà có thể tiếp độ được đó, nó vậy đó đó. Thì ông về như vậy là ông không có thấy sợ chướng ngại hay sao, lỡ ông về đó ông về quê hương ông á, ông hoàng pháp như vậy, lỡ người ta chửi ông á, chửi mắng ông á, thì như thế nào? Đây mới là bài kinh, vô bài kinh thưa quý vị, mà Siêu sẽ đọc bài kinh này, Siêu rất là xúc động, vô cùng xúc động. Và bài kinh này có thể là một kim chỉ nam chúng ta học tập. Thì trong kinh có nói này nè, Đức Phật mới nói là nếu mà ông về quê hương của ông á, là nơi mà có những cái người mà họ khó có niềm tin á, họ khó có niềm tin mà họ có thể chửi ông như vậy, thì ông sẽ xử lý nào? Thì ngài Bôn Nám mới trả lời, dạ đối với con á, thì nếu mà ngài họ mà chỉ chửi con á, thì đó là họ chỉ chửi con mà họ không có đánh con á, bằng tay chân á, thì đó là giống như là một cái sự mà gọi là may mắn cho con rồi. Ở đây thì sư không có nói chi tiết kinh lắm cho quý vị dễ hiểu, nhưng mà sư chỉ nói tóm tắt thôi đó, để cho quý vị hiểu cái nội dung cái câu chuyện. Thì cái bài kinh đó thì sư sẽ nói nguồn để quý vị đọc chính xác rõ hơn. Thì khi mà ngài trả lời như vậy, Đức Phật mà hỏi tiếp, vậy thì nếu mà cái dân chúng ở đó đó họ không có chữa ông nữa mà họ đánh ông bằng nắm đấm á, thì ông sẽ xử lý như thế nào đó? Thì ngài mới nói một câu rất hay, thưa vị, dạ nếu mà họ đánh con bằng nắm đấm á, thì đó là một vẫn là đối với con là vẫn là một cái sự con còn kham nhẫn được, con còn chịu đựng được, một sự may mắn cho con rồi, đúng không? Hơn là họ không đánh con bằng gậy gộc đó. Thì tương tự Đức Phật ngài mới hỏi thêm, vậy nếu bây giờ mà họ đánh ông á bằng gậy gộc, đúng không, họ đánh ông bằng gậy gộc như vậy á, đó thì như thế nào? Thì ngài mới trả lời nữa ngài trả lời là, dạ bạch Thế Tôn, thật sự là đúng, đó là một sự may mắn, con có thể kham nhẫn, có thể giúp được con, đúng không, con có thể chịu đựng được, đúng không? Họ có đánh con gậy gộc thì cũng may là họ chưa có dùng cái vũ khí để họ đâm, họ chém con đó. Thì khi mà Đức Thế Tôn mới hỏi, vậy thì nếu như vậy thì là nếu mà họ lại đâm, họ dùng một cái vũ khí sắc nhọn, họ đâm, họ chém ông, thì lại ông lại như thế nào? Thì ngài lại nói, dạ nếu mà họ có dùng vũ khí sắc nhọn, họ đâm, họ chém con á, thì cũng may là họ chưa có giết con đó. Thì Đức Thế Tôn ngài lại hỏi nữa là, vậy nếu mà vậy ông họ cố tâm á, cái vì cái sự truyền bá giáo pháp của ông á, mà ông họ có thể chấp nhận, họ có thể giết ông như vậy đó, thì ông xử lý thế nào? Thì ngài nói một câu rất kinh điển, thưa quý vị, ngài mới nói là, dạ thì bạch ngài biết rồi đó, là có những cái vị tỳ kheo mà vì không có chấp nhận được sự uế chuộc của thân thể này nè, là có thể tự tử, vì đó vì cái sự bức xúc, vì cái sự đau khổ đó mà tự mình tự tử, thì cái điều đó đáng chê trách, no. Nhưng mà thay vì con nè, có một cái người nào đó mà họ có thể giúp con làm cái chuyện đó đó, để con có thể con có thể chết đi, đúng không, mà không phải tự tử như vậy, thì đây là một cái điều. Và cũng ngài cũng nhắc thêm nữa, thì nhắm nhắc là cái cơ thể này là uế chuộc, nó là giả tạm, nó không có thật. Vốn dĩ là mình đã chết trong từng sát na rồi, chứ không phải mình từng không được chết. Đó, khi mà ngài nói đến như vậy thì vậy, Đức Thế Tôn mới tán thán, ngài và Đức Thế Tôn có nghĩa là rất là ủng hộ ngài đi về cái quê hương Su Na Bát Ra Tá của ngài. Chút xíu này sẽ nói quê hương Su Na Bát Ra Tá này ở đâu nha. Rồi ngài đi về, thưa quý vị, thì trong kinh điển có ghi là khi mà ngài đi về đó, ngài tiếp độ được, thưa quý vị, tiếp độ được trải qua trong chánh kinh có ghi là trải qua 3 tháng an cư thì ngài đắc A La Hán, và ngài tiếp độ được quý vị thông cảm, tại có một số người đang quý vị thiện nam tín nữ, họ đang có niềm tin hay đánh chuông để có cái niềm tin tâm bảo. Thì ngài đã tiếp độ được
500 người nam và 500 người nữ của tầng lớp quý tộc, thưa quý vị. Đó, theo đi tu. Đó, thì khi mà ngài tiếp độ được như vậy rồi, rồi ngài mới cái sự kiện này có thêm trong chú giải là ngài mới thỉnh, ngài mới những cái việc, cái niềm tin, thưa quý vị, niềm tin của dân chúng thì mới xây dựng cất cho Đức Phật một cái tịnh xá. Đó, xin lỗi quý vị, là cất cho ngài Bùn Ná một tịnh xá thì ngài mới thỉnh Đức Phật bằng thần thông và chỉ thánh tăng, bằng một cái nhành hoa. Đó, bằng một cái nhành hoa. Thì khi mà Đức Phật nhận được cái điều lời đó đó, thì ngài đi cùng tăng đoàn là tổng cộng 499 vị, trong đó có ngài Ananda và ngài Kundathana, đi được cái sự trợ giúp của vua Trợ Đế Thích, sai cho thiên tử Vissakamma đi thần thông đi đến xứ sở Sunabharata và làm cái lễ lạc thành hay là cái lễ an vị cái ngôi chánh điện đó. Như vậy đó. Thì xin thưa quý vị, thì cái nơi Sunabharata mà quê hương ngài Bùn Ná đó, đó hiện tại bây giờ đó là chính là Miến Điện, thưa quý vị, chính là Myanmar. Đúng. Thì mấy này á, quý vị có cơ may, có cơ duyên, không? Có đủ phước đến với vùng đất linh thiêng Miến Điện. Đúng. Thì với những cái vấn đề chia sẻ bối cảnh lịch sử liên quan đến đất nước linh thiêng Miến Điện này, không? Thì mong quý vị là mình đi hành hương, mình đi với tư cách là hành hương hay là mình đi học pháp, đi hành pháp. Đúng. Thì mình biết là ở đất nước Miến Điện đã có những cái bối cảnh lịch sử nó có thật, đúng không? Đức Phật ngài đã từng đến đây, đúng không? Và chư thánh tăng đệ tử ngài đã hiện diện nơi đây. Chính vì như vậy mà mình có, dù mình đi hành hương, mình đi học hay là mình đi hành thiền, thì cũng mong quý vị mình luôn tăng trưởng niềm tin để mình sớm ngày đoạn tận khu thành tựu chính trí chứng ngộ niết bàn đồng đều như các thầy. Ngưỡng mong quý vị, chúc quý vị có được sự an lạc ngay trong đời này và trong những đời sau. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầy Bà Giả, Nam mô Sang Thầy.